Anh Hải gồng hết nổi rồi, xả lỗ 700 triệu đồng, cần bán gấp thu hồi vốn một căn siêu phẩm nhà đẹp với diện tích khủng ngang 4m2, sâu vào 17m, thiết kế trệt đứng 3 lầu tại trục đường chính Phan Huy Ích thuộc phường 14 quận Gò Vấp, sát với trục đường bờ kè. Căn nhà mình thì với giá gốc trước đó thì giao tới 8 tỷ 2, bây giờ chỉ còn giao bán với giá là 7 tỷ 500 triệu đồng thôi, giảm giá bán lỗ 700 triệu đồng nha. Một căn nhà rất đẹp, rất sang, hướng chính là hướng bắc của với những quý vị nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Đường trước nhà rộng tới 8m tính cả vỉa hè nha, 7-8m cả vỉa hè. Đường hẻm một sẹt của trục đường bờ kè, sát với trục đường chính bờ kè phía bên ngoài. Đường bờ kè kênh Thăm Lương thì đang hoàn thiện phía bên ngoài nha rồi anh chị. Khu đoạn trước cửa nhà mình thì đã làm xong hết rồi. Căn nhà hướng bắc và giá bán bây giờ chỉ có 7 tỷ 500 triệu đồng thôi. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài, khoảng sân 2m, bên trong có cửa nhôm xi pha 4 cánh luôn nha. Ngang 4m2, sâu vào 17m, nhà mình bây giờ chỉ có giá bán là 7 tỷ 500 triệu đồng thôi, vẫn còn thương lượng. Ở đây sẽ là khu vực gara đậu ô tô. Gara đậu ô tô ở đây thì được ốp sàn gạch 80 và hai bên tường cũng được ốp gạch cao đen tường. Có để đợi một cái tủ giày dép non bảo hiểm. Tường nhà mình được sơn nước và trên thì được trang trí đèn chùm thạch cao đầy đủ hết luôn. Chỉ có 7 tỷ 500 triệu đồng chúng ta sở hữu ngay một căn nhà đẹp, diện tích dài, đậu xe hơi trong nhà thoải mái nha. Đường rất là rộng, con đường hẻm một sẹt sát trục đường bờ kè. Đoạn này thuộc trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 14 Gò Vấp, ngay phía sau của siêu thị MH2 đang xây dựng. Phía trong phòng bếp này thì chúng ta cũng được trang trí rất là đẹp và đầy đủ nha. Cầu thang sẽ được ốp đá hoa cương đen thay vịn gỗ sồi Nga và kính cường lực dày 10 ly. Phòng bếp của anh chị chúng ta sẽ được tặng lại bộ bàn ăn 6 ghế, tủ bếp gỗ sồi Nga và tặng tủ lạnh Aqua 2 cánh. Rất đầy đủ nội thất, rất đẹp. Full hết nội thất rồi, anh chị chỉ việc xách vali về ở thôi. Mức giá bán bây giờ rất là hợp lý, rất là rẻ nha mọi người. Chỉ có giá bán là 7 tỷ 500 triệu đồng thôi, vẫn còn thương lượng. Nhà dài, hẻm to, đậu xe hơi thoải mái nha. Bây giờ anh Hải gồng hết nổi lãi ngân hàng nên cần xả gấp, bán lỗ tới 700 triệu đồng. Một căn nhà rất đẹp, rất hoành tráng. Di chuyển lên trên tầng lửng, chúng ta sẽ đến với không gian phòng khách của quý vị. Tặng tivi 55 inch, máy lạnh, bộ sofa và kệ tivi, trên có làm đèn chùm đầy đủ hết luôn. Khá là đẹp nha mọi người. Giảm giá 700 triệu, cần thu hồi vốn, bán gấp, xả lỗ. Anh chị có nhu cầu mua hãy gọi ngay trực tiếp về tem Hưng nha. Dưới được ốp xi gạch 80, rất là đẹp, rất là bóng luôn. Tủ rượu phía trong này. Một căn nhà vị trí gần đường, sát đường chính. Và giá thì đang được giảm sâu, chỉ còn 7 tỷ 500 triệu đồng thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm đến siêu phẩm nhà đẹp này, chúng ta gọi ngay trực tiếp về tới em Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 1, phòng 1-2 ở trên đây. Căn nhà rất đẹp nha. Dưới thì ốp gạch 80 hết luôn. Có tặng lại giường nệm, kệ tivi, tủ quần áo, máy lạnh đầy đủ hết luôn nha mọi người. Anh chị chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Nội thất full 400-500 triệu, giá rất là hấp dẫn, rất là thơm. Toilet riêng từng phòng, có vòi sen thuyền, vách tắm kính đầy đủ hết luôn. Vị trí đẹp thuận tiện. Ở đây thì anh chị với vị trí rất là hấp dẫn, cũng như là gần với siêu thị MH2 đang xây dựng, rất là đẹp nha mọi người. Đường rộng dài thoáng mát, xe hơi chúng ta đậu trong nhà thoải mái. Đường tới 8m tính cả vỉa hè, quay đầu xe hơi rất là dễ dàng luôn. Phía bên trong này sẽ là không gian phòng ngủ số 2. Chúng ta có máy lạnh, giường nệm, tủ quần áo, toilet riêng, cửa sổ ra giếng trời. Nhà rất đẹp, rất hoành tráng. Giá bán bây giờ rất là thơm rồi.
Nên anh chị nào đang có nhu cầu mua hãy gọi ngay đi, gọi ngay về tới em Hưng nha. Nếu mà muốn sở hữu ngay căn nhà đẹp này, hãy gọi ngay trực tiếp về tới bên em để được bên em hỗ trợ thương lượng giá tốt nhất cho anh chị. Hướng chính Bắc nha mọi người. Căn nhà rất đẹp, hướng Bắc, Đông Tứ Trạch. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 2, phòng ngủ số 3, số 4 nha. Trên này thì chúng ta cũng được trang trí giống như bên dưới lầu 1, cũng đầy đủ nội thất hết luôn. Thất cực kỳ đẹp nha mọi người, nội thất rất là đẹp, giá cực kỳ mềm rồi, khá là mềm dẻo luôn. Căn nhà rất hoành tráng, rất rộng. Toilet làm rất là to luôn. Phía bên này là khu vực phòng ngủ số 4 nha mọi người. Phòng ngủ số 4 của chúng ta thì cũng đã được làm nội thất sẵn, chỉ việc về sách pha ly quần áo về ở thôi. Toilet riêng. Và di chuyển lên phía trên lầu 3 sẽ là không gian phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau của anh chị. Trên này thì cũng đã được trang trí khá là chill, có phòng thờ riêng, sân thượng trước thì được bố trí trồng cây xanh và trang trí cũng rất là đẹp rồi, trên là khung sắt luôn. Di chuyển về phía sau sẽ là khu vực sân thượng sau cho chúng ta giặt phơi đồ, làm khung sắt, làm mái đầy đủ hết rồi nha. Video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả.